dotech.com xin kính chào tất cả mọi người. Xin giới thiệu đây là một bộ vách khảm, bộ vách cụ khảm ốc của dotech, bộ ghế gồm 7 món, 4 ghế, 2 đôn và 1 bàn. Đây là một bộ ghế vách khảm mà chúng tôi sẽ giao đi cho cô chú nhại tại đài CT6, khu vực đài CT6 của ở Hà Nội. Đây là một bộ ghế khảm rất là sắc nét và sạch sẽ. Cô chú đã tham khảo đi lại 2 lần để chiêm ngưỡng lại và quyết định mua bộ ghế khảm ốc kiểu dáng Nam Thành Long. Đây là một bộ ghế mà rất đẹp, được đục chạm khảm, ngay cả ở phần tay này cũng rất là đẹp và ốc màu rất là chuẩn, màu rất là chuẩn, màu xanh lá mạ và đỏ. Bộ ghế được khảm rất là kỳ công, cắt tay rất là kỳ công. Đây, mọi người có thể cảm nhận cái mắt đôn này cũng khảm tùng lộc và cây chuối rất là sinh động. Mặt sau và mặt trước đều được chạm khảm như nhau. Đây, một bộ ghế 7 món rất là đẹp. Và phía kia, trong kia là một cặp vách mà cô chú mua riêng ra, cũng là cho ngồi quây cùng cả bộ ghế rất là đẹp. Lát nữa chúng tôi sẽ chuyển theo xe. Cô chú có mua thêm một bộ bàn ăn kiểu dáng núi Pháp. Kiểu dáng núi Pháp rất đẹp. Bộ 8 ghế 1 bàn. Mọi người thì cảm nhận là rất là sang trọng. Bộ ghế càng tiếp xúc với ánh sáng thật, lại là càng nhiều ánh sáng thì đều càng trở nên sang trọng. Ánh sáng càng mạnh, càng nhiều ánh sáng thì bộ ghế càng trở nên nổi bật và phát ra những màu ốc, phát ra những ánh sáng rất là đẹp, xanh, đỏ, rất nhiều màu. Người thấy cảm nhận là cái mặt bàn chúng tôi khảm rất kỹ, sạch sẽ. Đây, đều là lấy chì vanh cho nên là làm nhấn nhúi đồ ốc rất là sạch sẽ. Bộ ghế có kích thước, ghế có kích thước là rộng 71 và sâu 53, tựa cao 1m13 từ dưới đất lên trên đỉnh, và chiều cao mặt ghế là 53 phân. Và đôn thì hai chiếc đôn 43-53 và cao 81, bàn là 1m39, rộng 61 và cao 81. Chân bàn là được đục chạm thì chân bàn, chân ghế được đục chạm hình tượng hồ phù, đầu lăn chân cá rất là nổi bật và đẹp. Một bộ ghế vách khảm ốc của Đức Tĩnh cực kỳ sang trọng. Cảm nhận bom bệ đều được khảm rất là sạch, rất là sạch sẽ, ốc màu rất là sáng, được chúng tôi làm rất kỹ, kể cả này, cả phần này, tất cả đều được, kể cả phần dưới này đều ốc rất là kỹ, ốc rất là màu rất chuẩn, trong này cũng thế, và sạch sẽ, chạm khảm rất sạch sẽ. Đồ khảm theo nối tàu này thì yêu cầu cao nhất đó là sạch sẽ, sau đó đến nước màu ốc. Vì có hàng vạn chi tiết như này, nếu mà chúng ta không làm tỉ mỉ cẩn thận thì nó sẽ rất rối ren và rất là nộm nhộm. Thì cảm nhận
Một bộ ghế với hàng vạn chi tiết như này được chúng tôi chạm khảm, sắc nét và sạch sẽ như này thì chúng tôi đầu tư rất là nhiều công sức cũng như những nguyên liệu và rất nhiều nguyên liệu ốc xà cừ vào đây. Rất là đẹp. Càng để ra ngoài ngoài trời thì màu ốc càng tỏa ra những cái màu sắc khác nhau, làm cho bộ ghế trở nên long lanh và đẹp hơn rất là nhiều. Rất đỉnh dòng những cái chiếc lá, những phần đá đều được cắt tay rất đẹp, rất là sẽ và đẹp. Tôi chỉ biết nói như thế, chỉ biết khen bộ ghế sạch sẽ và đẹp, thì còn lại mọi người hãy cảm nhận về độ sang trọng của bộ ghế khảm ốc vách bảy món. Đoạn video khá là dài, chắc có lẽ mọi người đã cảm nhận được phần nào tác phẩm vách khảm ốc chất liệu định. Mọi người tìm hiểu thêm thông tin xin hãy liên hệ đến website duotinh.com hoặc về trực tiếp showroom Duộc Tĩnh để cùng cảm nhận tác phẩm này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Xin cảm ơn.